đây tiếp tục lên cấp màu đó trắng. Mấy cái này là các dòng đá giả gạch nha mọi người. Nó đều có một cái mẫu nằm ở ngoài ấy. Thế mình sẽ quay lên. Cái này là đá này có độ dày là 1,5 phân nha. Đây, cứ mỗi lớp đá là nó có một cái mẫu nằm ở trên này. Đây là cái mẫu của nó nha. Cái này là các dòng đá giả gạch nha mọi người. Anh em nào muốn liên hệ mua thì có thể về với mình trực tiếp nha. Mình sẽ chỉ kho cho anh em mua đó. Kho này là kho Ấn Độ nha. Tiếng Bajo. Rồi cái lốc đá này thì mình thấy cái màu rất đẹp này. Luôn á. Ở trên có lẽ nó bị chói nắng. Đấy, bóng đá rất là nhiều. Trong kho này rất là nhiều mọi người. Hôm nay mình chỉ quay một cái giải này cho mọi người xem trước đi, mai mốt mình quay tiếp nha. Do thời gian mình vô đây lấy hàng đó, nó có giới hạn á. Mấy lớp đá hôm nay mình quay ở đây là đa số là đá nhân tạo nha. Nhân tạo này giả gạch này. Tấm nhân tạo này cũng khá xinh đó. Này mình quay mình đang đi lui á, cho nên cũng sợ vấp té, cho nên mình vừa đi vừa nhìn á, có gì nó có hơi lắc đó, mọi người cũng thông cảm nha. Đây cái lốc đá này cũng đẹp nè mọi người. Bây giờ đá nhân tạo nó giả gạch nó làm rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp á. Đây cái tấm đá này trời siêu té à. Cái tấm đá này mình thấy khá xinh nè. Để mình lấy cái chỗ nào được cho chiếu nắng nha. Nó bị ánh nắng nó chói mọi người. Không ổn rồi. Đó, tấm đá rất là đẹp nha. Cũng là một tấm đá gì Samat gì đó nhưng mà mình quên tên rồi, nhưng mà tóm lại là đá giả gạch đi. Bên kia là mở nhạc đấy. Đây, cái tấm đá này cũng khá đẹp nè, đá này cũng khá đẹp.
đá nhân tạo, đá giả gạch rất là đẹp luôn. Tấm ở dưới này cũng xinh đẹp nè, anh em nào thích màu xanh có thể chọn màu trắng nha. Và bây giờ mình sẽ sơ sơ qua kia chút. Cái kho thì rất là rộng luôn á. Rồi trong đây cũng vậy, mà hôm nay mình sẽ quay sơ sơ thôi nha. Đấy, ở dưới này rất là nhiều các mẫu đá. Mọi người thấy đá nhân tạo như mấy cái tấm này khá đẹp nè. Đấy, cái này là khổ lớn nha. Cái này là đá nhân tạo chứ không phải đá giả gạch như hồi nãy nha mọi người. Nhân tạo. Đây là tên của kho nha. Tên của kho nè. Và Yotera gì đó. Đấy. Đấy, bên này rất là nhiều nha. Bên này do mới nhập về á, chưa có khui ra cho nên mình chưa có cái mẫu để quay lại cho mọi người xem nha. Đấy, trong rất là lớn. Ở trước Hai Công đang nhập hàng về đó mọi người. Ở đây thì có những cái tấm đá đỏ Ấn Độ nè. Đá đỏ này đá tự nhiên nha. Ở đây mình xem có cái tấm nào khui ra không, mình sẽ cho mọi người thấy nha. Đây cái lóc này hình như là cái mẫu nó đây. Đây cái mẫu nó đây nha. Cái nào có mẫu là người ta sẽ đem ra trưng bày để cho mình biết đó mọi người. Cái này đá nhân tạo. Hôm nay đến đây thôi, mình phải lên hàng cho xe chạy á. Hẹn gặp lại mọi người trong cái clip mới tiếp theo nha. Mọi người xem kênh nhớ hay nhớ like ủng hộ giúp mình nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại mọi người. Mình mới quay một cái mẫu này đây. Cái kia là những bức tranh đá nha. Đó. Thôi chắc mình xin tạm dừng clip ở đây, tạm dừng trong clip mới nha.